Xin chào các em, trong video ngày hôm nay tôi sẽ cùng các em đi chữa tiếp để kiểm tra cuối kỳ số 5 trong cuốn sách để kiểm tra toán 1 học kỳ 1 cánh diều Chúng ta đi vào phần 1, phần trắc nghiệm, chiếm 4 điểm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu Câu 1, số 2 được viết, à chúng ta thấy rằng đáp án B Câu 2, phía sau bạn nữ có hỏi chấm quả và cà chua Chúng ta nhìn thấy phía sau bạn đây Đây là phía trước Phía sau bạn sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 Có 5 quả chúng ta khoanh vào đáp án C Câu 3 đề hỏi Số lớn nhất Trong 4 số 6, 3, 5, 2 Chúng ta thấy rằng đó là số 6 Câu 4 phép tính thích hợp Đề bài cho phép tính có kết quả bằng 4 Như vậy chúng ta phải xem phép tính nào có kết quả bằng 4 nhé. À, 3 cộng 2 thì bằng mấy nhỉ? 3 cộng 2 thì bằng 5. 9 2 thì bằng 7. 8 chứ 4 bằng 4. Và 1 cộng 5 bằng 6. Như vậy chúng ta thấy rằng đáp án C thích hợp hơn. Câu 5 điền dấu V vào ô trống nếu kết quả đúng. Ừ. IA yeah, 3 cộng 6 bằng 6 cộng 3 đều bằng 9. Như vậy IA yeah, đúng. Chúng ta điền V. Ý B 2 cộng 6 nhỏ hơn 4 cộng 3 2 cộng 6 bằng 8 4 cộng 3 bằng 7 8 nhỏ hơn 7 vậy sai rồi 0 cộng 4 bằng 4 9 chừ 7 bằng 2 Như vậy 4 lớn hơn 2 Vậy ý C cũng đúng Chúng ta điền chữ V vào ý C Ý D này 7 cộng 1 chừ 6 bằng 3 7 cộng 1 bằng 8 8 chừ 6 bằng 2 như vậy ý D cũng bị sai. Vậy câu 5 chúng ta có hai kết quả đúng, đó là ý A và ý C. Câu 6, đề bài yêu cầu nối tên các hình khối với tên của tương ứng. Hình đầu tiên đó là hình chữ nhật chúng ta nối với hình chữ nhật. Hình thứ hai đó là hình khối hộp chữ nhật chúng ta nối với khối chữ nhật. Hình thứ ba là hình vuông. Và hình thứ tư đó là hình khối lập phương chúng ta nối với nhau. Chúng ta sang phần 2 với bài 1 để bài yêu cầu điền số tích hợp vào trong ô trống. 10 7 bằng, bằng 3. 9 4 cộng 2. 9 4 thì bằng, bằng 5. 5 cộng 2 thì bằng, bằng 7. Như vậy chúng ta điền số 7. Bài 2. 9 trừ mấy để bằng 1 nhỉ? À, 9 8 bằng 1. Ý tiếp theo. 5 cộng ô trống trừ 6 bằng 2. Dạng bài tập này thầy giảng nhiều chưa? À, rất là nhiều rồi đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm 5 cộng ô trống. Chúng ta coi 5 cộng ô trống là một cái tam giác cần tìm. Trừ đi 6 thì bằng 2. Vậy thì mấy trừ 6 bằng 2? À, 8 trừ 6 bằng 2. Như vậy 5 cộng ô trống bằng 8. Vậy thì 5 cộng mấy để bằng 8 nhỉ? À, chuẩn rồi. 5 cộng 3 bằng 8 rất chính xác nhá như vậy chúng ta điểm số 3 bài 3 là một bài sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn vậy chúng ta phải đọc các số từ 0 đến 10 theo thứ tự tăng dần 0 1 có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 như vậy chúng ta sắp xếp 1 5 7 8 Câu 4, hình bên có ô trống hình tam giác và chúng ta quan sát hình bên xem có mấy hình tam giác nhé. Hình này cũng nhìn rất là quen, như gặp ở đâu đó rồi. Chúng ta có hình màu đỏ là một hình tam giác, hình màu vàng là 2, hình màu xanh là 3 và hình to là 4. Như vậy chúng ta có 4 hình tam giác, chúng ta ghi số 4. Bài 5. Viết hai phép tính thích hợp với bức tranh. À 2 phép tính thích hợp nhé, chúng ta nhìn thấy có một đàn bò này, là bò sữa ừ, Chúng ta nhìn thấy có 3 chú bò này đi theo hướng, đi ra xa khỏi đàn bò này Như vậy phép tính cộng hay trừ đấy các em À đúng rồi, đó là phép tính trừ đúng không Như vậy ban đầu sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ban đầu sẽ có 8 chú bò Trừ đi 3 chú bò rồi đi, như vậy sẽ còn 5 chú bò thôi ừ. Tiếp theo Phép cộng hay phép trừ đấy Đúng rồi, hình các chú chim bay đến như vậy đây là phép cộng. Vậy thì ban đầu sẽ có 1 2 3 4. Ban đầu có 4 chú chim thôi. Sau đó có 4 chú chim bay tới, như vậy trên cây lúc này sẽ có 8 chú chim. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 5, cũng là bài tập cuối cùng của đề kiểm tra cuối kỳ số 5 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo.